chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chủ quan trong phòng chống dịch. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao vẫn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Cần thống nhất nhận thức và hành động thực hiện chủ đề Ngày Thế giới phòng chống thuốc lá năm 2019 vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới là những thông tin kinh tế vừa được chúng tôi cập nhật. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng của 5 tháng đầu năm tăng 2,74%. Đây là mức tăng bình quân thấp nhất trong 3 năm gần đây. Có 9 trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá, trong đó nhóm giao thông có mức tăng cao nhất. Có 2 nhóm hàng giảm giá là thuốc và dịch vụ y tế. Riêng tháng 5, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá, chủ yếu do giá xăng dầu và điện tăng. Các nguyên nhân làm giảm CPI tháng 5 là do giá gạo giảm, giá thịt lợn, giá dịch vụ y tế giảm ở một số địa phương. Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đạt trên 335 triệu đô la Mỹ, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 5 tháng đầu năm 2019 đạt trên 1.300 triệu đô la Mỹ. So với 5 tháng cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay tăng tới 68,4% và đạt 48,1% kế hoạch cả năm 2019. Nhiều mặt hàng xuất khẩu ghi nhận tăng cao so với cùng kỳ như dưa chuột, chả cá surimi, thuốc lá. Trong tháng 5, các chuyến tàu container quốc tế đầu tiên đã cập cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn đã mở ra tuyến vận tải container hàng hải quốc tế, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, dịch vụ vận tải quốc tế cũng như xuất khẩu. Trong tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án có vốn trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 369 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút được 88 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 8.400 tỷ đồng và 44,3 triệu đô la Mỹ. Các tháng đầu năm, hoạt động đối ngoại xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, việc đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cũng như các sở ban ngành liên quan đã tạo niềm tin để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư vào Thanh Hóa. Vụ chiêm xuân năm 2019, huyện Yên Định gieo cấy hơn 8.000 hectare lúa, trong đó diện tích liên kết theo chuỗi giá trị và lúa chất lượng cao là 5.000 hectare. Các giống lúa được gieo cấy chủ yếu như Nhĩ Ưu 986, VT404, Thiên Ưu 8, Bắc Thơm, Thái Xuyên 111, Quy 5, Nam Sơn 8. Do chủ động chăm sóc phòng trừ các đối tượng sâu bệnh nên diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện đã sinh trưởng phát triển tốt. Tính đến ngày 5 tháng 5, nông dân Yên Định đã cơ bản thu hoạch xong lúa chiêm xuân, năng suất bình quân đạt 72 tạ một hecta. Cùng với thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, các xã thị trấn trong huyện đang triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2019 với mục tiêu gieo trồng 11.400 hecta cây trồng. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 6365 về việc tăng cường quản lý, ngăn chặn việc chặt phá cây rừng tự nhiên lấy phong lan, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài phong lan có nguồn gốc từ rừng tự nhiên. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thực hiện nhất quán, thống nhất chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, chính quyền cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến chủ rừng, cộng đồng dân cư về việc bảo vệ cây rừng tự nhiên nói chung và các loài phong lan rừng nói riêng, kiên quyết không chặt hạ cây rừng để lấy phong lan, không tiếp tay cho đối tượng thuê mướn thu mua các loài phong lan rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có dịch tả lợn châu Phi. Điểm mới trong quy định đối với cơ sở giết mổ lợn tập trung trong vùng dịch được phép tiếp nhận giết mổ lợn khỏe có kết quả âm tính với dịch tả lợn châu Phi từ ngoài vùng dịch. Đối với lợn xuất phát từ cơ sở thu gom kinh doanh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi trước khi vận chuyển đến cơ sở giết mổ. Trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác vận chuyển đến cơ sở giết mổ, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh, lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Chăn nuôi nông hộ hiện chiếm tới hơn 63% ngành chăn nuôi của tỉnh. Tuy nhiên, đây lại là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế thấp và dễ gặp rủi ro về dịch bệnh. Để ngăn ngừa lây lan phát sinh bệnh dịch, các hộ chăn nuôi cần đề cao cảnh giác, tránh tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trong khi dịch tả lợn châu Phi đang lây lan nhanh,
Nhưng hàng ngày, gia đình ông Nguyễn Văn Bảy và bà Trần Thị Mai, thôn Quyết Thắng, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, vẫn chở từ 3 đến 4 thùng thức ăn thừa từ các nhà hàng quán ăn về để làm nguồn thức ăn chính cho đàn lợn. Cả ông và bà đều không ý thức được việc sử dụng nguồn thức ăn dư thừa sẽ là một trong những nguyên nhân lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thực tế, khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Thanh Hóa, 98% ổ dịch đều xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Chính tâm lý chủ quan của các hộ chăn nuôi và việc không thường xuyên thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn, vệ sinh phòng bệnh đã và đang là nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch tả lợn châu Phi. Đến thời điểm này thì có một số các cái điểm còn tồn tại, như là ý thức của một số hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ thì vẫn coi thường các cái dịch bệnh, cho nên là dễ lây lan dịch bệnh. Thứ hai là có hộ của gia đình cũng là chưa am hiểu được về cái việc lây lan bệnh. Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền cho các hộ gia đình là giải vôi, phun thuốc tiêu độc khử trùng và tuyên truyền các hộ gia đình là không nên lấy các cái thực phẩm, các cái thức ăn ở nơi khác mang về để chăn nuôi, và đặc biệt thì nghiêm cấm các cái trường hợp, các cái đối tượng là vận chuyển, sử dụng lợn và các thực phẩm là không có nguồn gốc xuất xứ đem về địa bàn hoặc là đi các cái địa bàn khác. Quan tâm của địa phương là các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, cái số lượng quá ít thì cũng xác định rõ đây là cái nguồn gốc, thường là hay phát sinh các cái bệnh, cho nên chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các cái đối tượng mà chăn nuôi nhỏ lẻ này. Cụ thể là các cán bộ đã thường xuyên trực tiếp về kiểm tra sâu sát đến các hộ chăn nuôi, đăng ký, tuyên truyền. Có rất nhiều hộ chưa kịp là mua vôi các thứ để phòng dịch thì địa phương đã trực tiếp đã mua vôi về, đấy, cung cấp đầy đủ cho các hộ đó để đảm bảo cái phòng chống dịch được tốt. Để khắc phục tình trạng trên, ngoài việc nâng cao ý thức của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong việc phòng chống dịch, các cấp ủy chính quyền ngành thú y cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhân rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Thưa quý vị và các bạn, để khuyến khích doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng bố trí gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao vẫn khó tiếp cận nguồn vốn này. Năm 2017, anh Trần Văn Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới, đã quyết định đầu tư trên 55 tỷ đồng để phát triển mô hình trang trại trồng rau quả ứng dụng công nghệ cao. Với diện tích 3,5 ha, mỗi năm trang trại sản xuất khoảng 200 tấn rau quả các loại, trừ chi phí, lợi nhuận đạt 3,5 tỷ đồng. Theo anh Tân, ứng dụng công nghệ cao tạo được sản phẩm chất lượng tốt, tiêu thụ thuận lợi nên hiệu quả kinh tế cao. Hiện doanh nghiệp vẫn còn quỹ đất 2 ha rất muốn đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, khi tiếp cận với ngân hàng để vay vốn thì chỉ được bố trí gói vay ngắn hạn. Làm nông nghiệp mà vay ngắn hạn thì nó rất là khó khăn đối với doanh nghiệp, bởi vì cái nguồn vốn vay ngắn hạn ở đây là nó phải liên tục, chẳng hạn như thế là vay chỉ được 4 tháng đến 6 tháng thì doanh nghiệp bắt buộc phải đáo hạn. Đấy, mà với cái nông nghiệp thì vay cái nguồn vốn đấy thì nó rất là khó khăn, nên là không thể tiếp tục mà phát huy được những cái mạnh để trong cái sản xuất nông nghiệp. Thanh Hóa được đánh giá là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nổi bật là tiềm năng về đất đai, trình độ thâm canh, thị trường. Những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Hiện, toàn tỉnh mới chỉ có hơn 50 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gồm 23 ha trồng hoa, rau quả trong nhà màng, nhà lưới và khoảng 30 ha nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ cao. Theo tính toán, mỗi hectare trồng trọt ứng dụng công nghệ cao cần vốn đầu tư ban đầu khoảng từ 4 đến 6 tỷ đồng. Một hectare nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao cần từ 6 đến 10 tỷ đồng. Do vậy, nhu cầu vốn tín dụng cho lĩnh vực này là rất lớn. Tuy nhiên, ngoài Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải ngân được 2 hợp đồng cho vay phát triển chăn nuôi theo chuỗi, còn lại, nhiều doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao có nhu cầu vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn này. Theo các doanh nghiệp, những vướng mắc chủ yếu là thủ tục vay vốn, nhất là yêu cầu về tài sản thế chấp. Ngoài ra,
việc chỉ được vay với kỳ hạn ngắn cũng là một cản trở đối với các doanh nghiệp. Về ngân hàng họ không cho vay, họ bảo là cái tỷ lệ rủi ro là nó cao, mà rất là khó khăn, nên là cái nguồn vốn để mà đầu tư vào là rất là khó khăn. Nhất về việc thuê đất thì là rất là ngắn hạn, chỉ có 5 năm mà doanh nghiệp bỏ ra đầu tư về nông nghiệp thì quá lớn, để mà thu hồi vốn được thì khá lâu, cho nên là cũng mong nhà nước và tỉnh và huyện hỗ trợ về việc thuê đất cho doanh nghiệp được lâu dài hơn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Còn về phía ngân hàng thì cho rằng do đây là chương trình không có sự hỗ trợ của nhà nước nên việc giải ngân các ngân hàng phải rất chặt chẽ để đảm bảo an toàn vốn vay. Khách hàng phải có dự án hoạt động hiệu quả và có dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc tiêu chí của chương trình. Trong khi đó, hiện vẫn thiếu các cơ sở pháp lý rõ ràng để phân biệt các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nên ngân hàng cũng khó giải ngân nguồn vốn. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1995 về việc bổ sung dự án phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020. Theo đó, bổ sung dự án phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 với diện tích khoảng 1,4 ha, dự án có tên gọi nhà ở xã hội tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Địa điểm xây dựng tại lô đất ký hiệu VP thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở và dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Mật độ xây dựng khoảng 20%, tầng cao là 18 tầng. Sở xây dựng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Các sở ngành đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 6440 gửi các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 6 năm 2019. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đặc biệt chú ý đến thế hệ trẻ, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh, sinh viên, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề. Các đơn vị địa phương chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, các điểm mua bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn, quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý người sau cai nghiện, tổ chức mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, trên thế giới sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%. Với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi, Ngày Thế giới không khói thuốc lá năm nay mang tới thông tin về hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người, nhất là các bệnh về phổi. Hút thuốc lá từ khi còn là thanh niên. Vui hút, buồn cũng hút. Coi đó là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Có ngày cao điểm, ông Đỗ Văn Dũng, 58 tuổi, ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, hút tới gần một bao thuốc. Do chủ quan nên từ khi phát hiện mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì việc chữa trị với ông đã rất khó khăn. Phát hiện ra bệnh là tôi bắt đầu bỏ. Thì lúc đó là muộn mất rồi, nhưng rồi cũng còn hơn, muộn còn hơn không. Nên là chờ khuyên mọi người là tốt nhất là không... Chứ nó hút thì cũng hút, giảm dần đi, mà bỏ hẳn thì tốt nhất phải có cái bản lĩnh. Không ai khuyên bỏ được cả, mà chỉ tự mình bỏ thôi. Phải nghĩ đến sức khỏe mà bỏ thì có lúc còn hận. Trung bình mỗi tháng, khoa cấp cứu Bệnh viện Phổi Thanh Hóa tiếp nhận khoảng 350 lượt bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú và ngoại trú. Trong đó phần lớn là do sử dụng thuốc lá. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện khi tình trạng sức khỏe đã chuyển biến xấu, nên việc điều trị rất khó khăn. Tác hại của thuốc lá thì thường là nó xảy ra âm thầm, nó không có ngay khi chúng ta đang hút, mà đến khi biểu hiện những triệu chứng rồi thì bệnh đã quá muộn. Do vậy mà chúng tôi phải khuyến cáo mọi người là chúng ta không nên hút thuốc lá, và nếu đang hút thì chúng ta phải dừng ngay việc hút thuốc lá lại. Khói thuốc lá không chỉ những người hút mới có tác hại, mà những người không hút thuốc lá nhưng hít phải khói thuốc lá trong môi trường, tức là hút thuốc lá thụ động,
thì cũng bị mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá, giống như là hút thuốc lá chủ động. Chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm nay một lần nữa đã nhấn mạnh về những tác hại của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe của con người, đặc biệt là các bệnh về phổi, đồng thời kêu gọi toàn cộng đồng cần chung tay để tạo ra môi trường trong lành, không có khói thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng để đạt được đến mục tiêu trên là cần phải có những giải pháp hữu hiệu để thay đổi nhận thức hành vi của mỗi người trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại huyện Quan Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa vừa trao thưởng cho khách hàng trúng giải nhất chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng gửi tiền trúng lớn cùng Agribank. Chương trình tiết kiệm dự thưởng gửi tiền trúng lớn cùng Agribank diễn ra từ ngày 31 tháng 1 năm 2019 đến ngày 3 tháng 5 năm 2019, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại bất cứ điểm giao dịch nào của Agribank trên phạm vi toàn quốc. Tại Thanh Hóa, khách hàng là bà Lê Thị Tươi ở thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa, tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Quan Hóa đã may mắn trúng giải nhất của chương trình là một sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 20 triệu đồng. Trong dịp này, Agribank Thanh Hóa cũng trao giải may mắn cho hàng trăm khách hàng tham dự chương trình tiết kiệm dự thưởng gửi tiền trúng lớn cùng Agribank. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Chính phủ, để hạn chế những tồn tại trong văn hóa công sở như chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao, sáng cắp ô đi, chiều cắp về, cần phải tinh giản biên chế cũng như đưa ra những chế tài xử phạt cụ thể. Để thực hiện được điều này, mọi vấn đề đều phải minh bạch rõ ràng. Các sở ngành cần tập trung đánh giá thường xuyên việc cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào. Không thể một người làm việc không tốt gây thất thoát cho nhà nước mà vẫn chỉ bị phê bình, rút kinh nghiệm. Phải có những chế tài nhất định, rõ ràng để làm trong sạch bộ máy cán bộ công chức, nâng cao đạo đức công vụ. Không những luật ngoài xã hội phải nghiêm mà luật trong công sở cũng phải chặt. Như vậy mới có thể tạo được nền tảng tốt cho chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của đất nước. Tiếp tục xoay quanh vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu được đề xuất trong Bộ luật Lao động sửa đổi, bài viết trên báo Tin tức dẫn lời Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng tăng tuổi nghỉ hưu không phải chuyện người già tranh chỗ của người trẻ. Theo Bộ trưởng, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải tính tới yếu tố tăng trưởng việc làm, đảm bảo sự bền vững và căn cứ vào rất nhiều mục tiêu khác. Cần phân biệt rõ tuổi hưu là quy định đủ điều kiện để hưởng chính sách của nhà nước và chế độ bảo hiểm xã hội. Còn tuổi nghề lại phụ thuộc vào từng công việc, nhiều người đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm nghề như luật sư, nhà khoa học. Ngoài ra không có chuyện người già tranh chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc. Tăng tuổi nghỉ hưu là chúng ta đang tính cho tương lai. Nếu không tính tuổi nghỉ hưu, nghĩa là chúng ta chuyển gánh nặng cho thế hệ sau. Những thị trường xuất khẩu mới lạ như Triều Tiên, Nepal, nhóm các quốc gia có tỷ lệ lớn dân số theo đạo Hồi, dù đầy tiềm năng nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn than khó và e ngại lớn nhất là khâu thanh toán. Theo bài viết trên báo Người Lao Động, Việt Nam chưa có đại sứ quán, lãnh sự quán nên rất khó hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giao dịch với đối tác. Đặc biệt khâu thanh toán là vấn đề nan giải khi các nhà nhập khẩu ở những thị trường này thường không chuộng mở tín dụng qua thư ngân hàng mà chọn trả trước hoặc trả chậm, thậm chí hàng đổi hàng. Điều này hết sức rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp khi làm ăn cần tìm hiểu kỹ đối tác và khách hàng nhằm phòng ngừa rủi ro. Bài viết trên báo Công Thương nhận định, trong quý 2 năm 2019 và các tháng tới, xuất khẩu thủy sản dự báo sẽ khởi sắc hơn sau thời gian ảm đạm từ đầu năm tới nay. Bài viết lý giải, tại các thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU hay Trung Quốc thì mặt hàng thủy sản của Việt Nam đều có lợi thế nhất định. Đơn cử là Trung Quốc, một thị trường truyền thống của thủy sản Việt Nam vừa công bố phê duyệt 33 mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào nước này được miễn thuế nhập khẩu với mức thuế cơ bản là 0% theo khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc. Ngoài ra, các thị trường nội khối CPTPP như Nhật Bản, Canada được dự báo sẽ tăng kim ngạch mạnh bởi Hiệp định này đã có hiệu lực từ đầu năm nay. Cùng với những tín hiệu lạc quan, ngành thủy sản đang tập trung các giải pháp cho từng ngành hàng và thị trường để đạt được mục tiêu đề ra trong năm nay. Nếu như những năm trước đây xét tuyển đại học bằng học bạ được phụ huynh và thí sinh ngầm hiểu là phương thức của các trường top dưới nhằm mục đích tuyển cho đủ chỉ tiêu, thì những năm gần đây, một số trường top trên cũng đã bắt đầu sử dụng điểm học bạ để xét tuyển, thông tin trên báo Thanh Niên. Theo đó, năm nay cả nước có 489.637 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó 70% là chỉ tiêu xét tuyển căn cứ vào kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, 30% còn lại gần 150.000 chỉ tiêu là xét tuyển thẳng bằng phương thức khác, hầu hết xét tuyển bằng học bạ.
Đáng nói trong đó có nhiều trường từ những năm trước có điểm đầu vào cao cũng áp dụng hình thức xét tuyển học bạ như một tiêu chí cấu thành điểm xét tuyển như Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học Ngoại thương. Trước thực tế trên, nhiều người tỏ ra lo ngại về tính công bằng trong tuyển sinh bởi điểm học bạ vẫn được xem là không thực chất. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra. Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau tai nạn giao thông, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 560 yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các địa phương khẩn trương xây dựng các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do bia rượu gây ra. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 560 yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các địa phương khẩn trương xây dựng các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do bia rượu gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 6011 yêu cầu các ban ngành chức năng trong tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông do bia rượu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát theo chuyên đề, tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe. Thời gian vừa qua thì trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu. Chính vì vậy mà giám đốc công an tỉnh đã có kế hoạch cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã có kế hoạch huy động tối đa lực lượng, phương tiện cắm chốt, tuần lưu, kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông. Đồng thời sẽ thành lập đoàn công tác, nhắc nhở các nhà hàng, khách sạn, các quán kinh doanh bia rượu trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh bia rượu và đồ uống có cồn. Và trên thực tế, thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia cũng đã xảy ra. Và rõ ràng, công tác tiếp tục tuyên truyền là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Ban An toàn Giao thông tỉnh trong cái thời gian tới. Bên cạnh đó là sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh cũng như Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện các cái giải pháp cấp bách trước mắt cũng như lâu dài. Mục tiêu là tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân về cái việc nghiêm cấm sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, để giảm thiểu tai nạn giao thông do bia rượu gây ra, chỉ các giải pháp của các ngành chức năng thôi chưa đủ. Mà trên hết, mỗi người dân hãy nói không với rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vì hạnh phúc của chính bản thân, gia đình và toàn xã hội. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.